nhà đến với kênh đầu tư Fred. Trong chủ đề này mình sẽ bàn về một cái kinh nghiệm vượt qua tâm lý thất bại sau khi cháy tài khoản. Đầu tiên thì mình sẽ dành thời gian để mình tìm hiểu nguyên nhân cụ thể, lý do gì khiến mà mình bị thất bại. Rồi, thì có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cháy tài khoản. Thứ nhất là thiếu kiến thức căn bản, nghĩa là mình mới biết đến thị trường và nhảy vào giao dịch thật ngay trong lần đầu tiên. Rồi, cái nguyên nhân thứ hai là thiếu kỹ năng quản lý vốn. Đây là cái nguyên nhân phổ biến nhất đối với những trader mới giao dịch trên thị trường. Quản lý vốn có nghĩa là mình sẽ phân bổ cái khối lượng giao dịch volume dựa trên cái số vốn của mình, để mình không đánh những cái lệnh mà nó volume quá lớn, tại vì như vậy thì nó sẽ bị nếu mà thuận lợi thì không sao, nhưng đa phần những trader mới chưa có kinh nghiệm thì dự đoán sai xu hướng một cái rồi đánh volume lớn nữa thì là thành ra là tài khoản bị thâm thủng nghiêm trọng. Rồi, cái nguyên nhân thứ ba đó là trade theo big news, trade theo những cái tin giống như là non farm payroll đó, thường là bảo, người ta trốn bảo, nhưng mà người mới lại thích nhảy vào những cái lúc mà thị trường nó dao động mạnh như vậy, thì lúc đó thì mình sẽ khó mà trở tay kịp, rồi lúc đó là trade loạn xạ, là bị kẹt lệnh hoặc là bị âm lệnh về không biết xử lý như thế nào. Đấy. Nguyên nhân thứ tư đó là trade quá mức, cuồng trade có nghĩa là đánh buy sell theo kiểu mà hedging nhưng mà không có kinh nghiệm, có nghĩa là chưa có biết những cái mức cản nào để mà mình có thể vào lệnh dựa trên mức cản đó, mà chỉ là thấy thị trường nó bị ngược sóng tức là tiếp tục nhồi lệnh. Rồi, cái lý do kế tiếp đó là trade những cái cặp mà nó lạ, những cái cặp mà nó hay có cái bóng trên với lại bóng dưới nến phức tạp đó. Ví dụ như cặp này đi, đây mọi người thấy nè, trong một phiên mà để ý là nó có cả bóng trên với bóng dưới nè, những cặp như thế này thì nó rất là dễ quét top loss. Đây mọi người thấy là nó tạo ra một cái biên độ phức tạp cực kỳ đó, bóng trên bóng dưới nè, ngay cả những cái giai đoạn nhiều giai đoạn sideways là mình cũng không đỡ được luôn. Thì cơ bản thì thị trường Forex nó có khoảng cái chừng 50 cặp FX. Tuy nhiên khuyến nghị những người mới là mình chỉ nên giao dịch những cái cặp phổ biến mà thôi. Những cặp phổ biến, tại vì mình đánh cặp Euro đi thì mình đánh những cặp Euro USD nè, rồi Euro Yên Nhật nè. Đó, những cái cặp phổ biến thì giá nó sẽ đa phần thời gian nó sẽ đi mượt hơn. Còn những cái cặp chéo như Euro CHF, rồi Euro AU hay Euro JPY nó đi rất là phức tạp. Đó, những cái cây nến mà nó tạo ra bóng trên bóng dưới hai đầu như thế này thì rất là dễ bị quét top loss. Đấy, mà quét top loss rồi là nó ảnh hưởng tới tâm lý ngay lập tức. Do đó mọi người lưu ý là nên tránh những cái cặp chéo mà nó phức tạp, như là nó có cái râu trên râu dưới dài như thế này nha. Rồi, thì mình cần phải tự kiểm điểm lại, thì mình phải biết rõ cái nguyên nhân tại sao cháy tài khoản thì mình mới đi tiếp được. Cái bước này là từ bản thân mình phải list ra những cái lý do cụ thể mà những cái lần thất bại trước của mình đó, để mình tránh đi vào vết xe đổ. Đây, rồi đó là một cái bước đầu tiên mà bắt buộc mình phải làm, tại vì nếu bỏ qua bước này mình chỉ dội nạp tiền rồi chuyện phục thù liền đó, thì thế nào là cũng sẽ thất bại thêm lần nữa đó. Ở bước thứ hai là mình sẽ gọi là tẩy não nhờ chiến lược tinh thần. Bình thường quá sẽ thất bại, tại vì mình sẽ có một cái cảm giác là mình muốn phục thù lại, hoặc là mình cảm giác là thị trường bất cộng với mình, hoặc là vì một cái lý do nào đó mình cảm thấy là cái thị trường này nó không thể nào chiến thắng nổi, thì mình cần một cái chiến lược tinh thần đúng đắn. Có nghĩa là mình sẽ tìm hiểu những cái tấm gương, những cái danh nhân hay là những cái nhân vật khác mà họ đã từng trải qua những cái khó khăn gấp nhiều lần mình nữa, nhưng mà họ vẫn vượt qua được bằng một cái chiến lược, một cái tư duy tinh thần. Thì mình cần phải dành thời gian để mình đọc sách, rồi mình hiểu được cái hoàn cảnh khó khăn của những người khác, người ta đã vượt lên như thế nào, thì đó mình mới có thể có cái năng lượng tinh thần trở lại được. Đấy, đây là một số cái sách mà mình trích dẫn. Đấy, và ví dụ như ông KFC đi, hơn 1.000 nhà hàng đã từ chối hợp tác. Đấy, thì sau khi mà có cái ý tưởng kinh doanh gài gán cái công thức nấu ăn, ổng đem đến cả 1.000 cái nhà hàng, là chứng tỏ là 1.000 lần thất bại.
đấy, nhưng mà ta vẫn kiên trì, người ta tiếp tục đi tìm cơ hội. Đây là một cái tấm gương mình cần phải học để mình có thể thấy được là nhiều người người ta đã chấp nhận cái thất bại và người ta cũng vượt dậy rất là nhiều lần so với một hai lần trái tài khoản của mình đấy. Rồi những cái câu triết lý khác của một cái bậc hiện tại như Edison, người ta không thua gì bị đánh bại mà thua khi đầu hàng đấy. Thì đối với trường hợp của trader của mình cũng vậy, người ta không thua gì thất bại. Trái tài khoản thì không phải là chỉ mình ở thằng trái, rất nhiều người là cũng bị trái tài khoản, thậm chí là trái nhiều lần nữa. Nhưng mà khác nhau ở chỗ là những người nào mà ta rút kinh nghiệm được rồi, người ta tiếp tục tìm kiếm cái phương pháp mới phù hợp hơn, chuyện đó là ta sẽ vực dậy lại. Rồi tương tự một số cái tấm gương khác, Walt Disney nè, rồi tỷ phú Nhật Bản là ông Honda nè. Đối với tôi, thành công chỉ có thể đạt được khi đã trải qua nhiều thất bại và nghiền ngẫm. Mình cần phải đọc thêm nhiều sách để mình có thể có được cái động lực mới. Rồi đây là tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra 10.000 cách không hoạt động, là cách mà nhà sáng chế Edison nói về hàng ngàn lần thử nghiệm thất bại để tìm ra đúng vật liệu làm sợi dây tóc trong bóng đèn đây. 10.000 cách không hoạt động, chứng mình có thể học theo những tư tưởng này. Trước đó mình thất bại đơn giản là gì? Cái chiến thuật đó là nó, mình biết là nó không phù hợp với mình nữa, thì đó không gọi là một cái thất bại, nó chỉ là cái cách mà mình biết là mình cần phải né ra những cái sai lầm đó để mình tiếp tục phát triển một cái phương pháp mới cho riêng mình mà nó phù hợp hơn đấy. Ở cái bước hai là cái bước mà nạp lại tinh thần đó, lấy lại cái sự tự tin. Còn nếu mà mình mang cái tâm trạng tiêu cực vừa rồi, vừa bị mất tiền, mình chỉ mong muốn là phục thù liền á, thì đó là sẽ tiếp tục là cháy lần nữa đấy. Rồi qua cái bước số 3 đó là rút kinh nghiệm và khởi đầu lại, nghiên cứu chiến thuật phù hợp với thời gian của bản thân để test. Mọi người lưu ý là mỗi một cái chiến thuật như vậy thì nó có một cái kiểu test khác nhau đó. Trước đó các bạn sử dụng chiến thuật gì? Nếu mà chưa có chiến thuật gì hết thì cháy là phải rồi, tại vì mình chưa có lường trước được hết cái rủi ro. Còn bây giờ qua cái bước thứ 3 mình tìm một cái chiến thuật mới, thì mình cần phải lưu ý cái điểm là chiến thuật mới này nó phải phù hợp để cho mình test. Trước đó mình làm không có bài bản, không có test hệ thống, còn kỳ này là mình phải tìm ra được cái chiến thuật mà phù hợp để mình test. Thì có 3 cái nhóm chiến thuật chính mà để mình chọn lựa lại. Mọi người click vào cái link bên dưới phần mô tả video để xem những cái nguồn để mình có thể học thêm, tham khảo thêm những cái chiến lược, chiến thuật giao dịch của những cái trader trên thế giới, người ta giao dịch như thế nào, mình chọn lọc lại con mình phù hợp với lại cái kiểu đánh nào. Đấy, cái nhóm thứ nhất là nhóm mà dành cho những người không có thời gian, thì mình sẽ đánh trung hạn, ôm định dài hơi trên cái biểu đồ lớn hơn như là daily, weekly. Thì những cái phương pháp phổ biến mà mình xài là Ichimoku, sóng Elliott, EMA. Cái chiến thuật này là mình cần phải xác định là mình không có nhiều cái thời gian để mà theo dõi giao dịch trên thị trường, mình chỉ đánh dựa theo cái sóng và kết hợp với lại những cái bản tin kinh tế vĩ mô để mình có thể dự đoán là trong cái thời gian là một tuần, hai tuần tới là giá nó biến động như thế nào. Đấy, thì đó mình đánh dài hạn hơn, mình xem trên biểu đồ daily, weekly, lúc vô lệnh mình đánh ra 4 giờ thì nó nhàn hơn, nó sẽ giảm những cái tín hiệu nhiễu trong ngày. Có thể là trong ngày đó mình không cần phải quan sát thị trường nữa, mình vô lệnh rồi là mình sẽ điều hướng cái nguồn dư luận đó. Ví dụ như mình thấy là nó đang trên cái trend đẹp như tập vàng chẳng hạn, mình dự định là kèo này mình ăn là 20 giá, 30 giá, thì mình chỉ theo dõi những cái tin vĩ mô thật sự tác động tới thị trường, rồi cái hoạt động mua bán của những cái quỹ giao dịch vàng lớn trên thế giới đó, những ngân hàng nó đang có những cái động thái gì, mình sẽ có những cái tiêu chuẩn giao dịch mà tự mình có thể liệt kê ra, chừng nào mà nó vẫn còn đáp ứng được tiêu chuẩn đó, xu hướng thị trường nó vẫn còn đang trên cái đà tăng
mình tiếp tục mình giữ để mà mình có thể tối đa lợi nhuận. Đó là cái chiến thuật mà đánh theo kiểu trung hạn dành cho những người không có nhiều thời gian. Còn cái nhóm thứ hai đó là nhóm swing trade, mô hình giá swing trade, có nghĩa là có những cái mô hình mà nó sẽ cố định cho mình luôn. Ví dụ như mô hình harmonic chẳng hạn, thì điểm vào của nó gần như là cố định luôn, nó set sẵn điểm top loss, điểm take profit. Đấy, trong một cái giao dịch đó là mình đặt lệnh xong rồi quên luôn. Đó là chiến thuật mà dành cho chiến thuật mà loại bỏ hoàn toàn những cái yếu tố tâm lý tác động tới quyết định giao dịch của mình. Đó là nhóm thứ hai. Nhóm này thì mình cũng đang áp dụng. Rồi nhóm thứ ba thì là nhóm traction tổng hợp cung cầu. Đó thì cái nhóm này sẽ dành cho những người có nhiều thời gian hơn để mà có thể ngày nào cũng có thể phân tích được những cái dùng cản, dùng hỗ trợ, dùng kháng cự dựa trên cái lực cung cầu của thị trường, dựa vào phân tích kỹ thuật là chính, nhưng mà dựa là đánh theo là kết hợp reaction nhiều trường phái. Nó khác với là nhóm 2 là nó chỉ có mỗi một mô hình duy nhất thôi nha, chỉ theo một mô hình duy nhất thôi. Còn cái số 3 là nó dạng là mid tổng hợp. Đấy thì mọi người phải xem xét cái điều kiện thời gian của mình là như thế nào, mình chọn cái phù hợp. Giả sử như mình đang đi làm full time từ 8 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều chẳng hạn. Đó, rồi trong cái thời gian làm việc mình không có thời gian để mà theo dõi thị trường, thì đó mình có thể nghiên cứu những cái chiến thuật mà dài hơi hơn để đánh trên biểu đồ daily, giữ lệnh lâu hơn để mình khỏi có phải là cập nhật thị trường liên tục, nó ảnh hưởng tới công việc chính của mình. Đấy thì mình dựa vào cái điều kiện thời gian cụ thể của mình để mình chọn chiến thuật, chứ không thể nào mà một chiến thuật mà gặp khuôn cho tất cả mọi người thì phải theo được hết. Mình vẫn còn cuộc sống riêng với lại công việc riêng của mình. Đấy thì mọi người tham khảo những cái chiến thuật mà theo ba cái nhóm mình nói đó. Tùy người nào thời gian nhiều thì mình đánh theo cái chiến thuật là bám sát thị trường, còn ít thời gian hoặc thậm chí không có thời gian thì mình phải đánh theo kiểu dài hơi. Vận dụng giống như là những cái ông mà đánh cổ phiếu chứng khoán, hay là mà đánh mấy ông tiền số, thì ông cũng đánh dài hơi chứ ít ai mà lướt sóng liên tục trong một phiên. Đây thì đó là cái bước quan trọng để mình có thể chắt lọc, chọn lọc lại cái phương pháp đánh của mình nó phù hợp với điều kiện, với tính cách của mình nữa. Đây rồi, và sau khi mình đã chọn được lại rồi á, thì cái chuyện tiếp theo đó là mình phải test nhất là một tháng và đánh giá lại kết quả một cách khách quan. Đấy, thì những cái tiêu chí mình đánh giá có nghĩa là thứ nhất là phải thật sự thoải mái, tự tin hay chưa, nghĩa là mình vô lệnh rồi mình có còn lăng tăng hay là lo sợ điều gì nữa không. Ví dụ như mình đã ra được một cái system, một cái bộ công thức, rồi sau đó mình vô lệnh rồi mà mình còn cái lo ngại gì nữa không, giống như mình chưa có chắc lắm hay là mình chưa có hoàn toàn yên tâm lắm, mình thấy cái lệnh này nó mang cái tính rủi ro cao chẳng hạn, thì đó là chứng tỏ là cái hệ thống nó chưa ổn rồi đấy. Cái thứ hai nữa là mất bao lâu để nhìn ra một cơ hội. Bạn quan sát ở trên cái video mất bao lâu thì nó tùy vào cái nhóm chiến thuật mà mình đang theo. Ví dụ như mình cần nhiều thời gian để mình tổng hợp nhiều tin tức trên thị trường, về kết hợp với lại vẽ về nhiều cái chi tiết ở trên cái biểu đồ giá, thì mình sẽ tốn nhiều thời gian hơn để mà mình phân tích một cái cơ hội giao dịch. Còn nếu mà mình đánh theo kiểu mà những cái mô hình giá cố định rồi thì có thể là thậm chí là trong vòng 10 giây là mình nhìn ra là nó có cơ hội hay không liền. Thì nó lại quay về cái nhóm của mình. Thì mình lưu ý ba cái yếu tố quan trọng này. Đó. Thứ nhất là loại bỏ cảm xúc, thứ hai là cái thời gian mình phân tích này, mất bao lâu, và thứ ba nữa là nó có đem lại cho mình cái sự tự tin tuyệt đối hay không. Đó. Mình không thể nào mà chắc chắn tuyệt đối là thị trường nó sẽ lên hay xuống 100%. Tuy nhiên mình có thể kiểm soát được cái cảm xúc của mình, hay là những cái sự những cái yếu tố mà nó làm cho mình hoang mang, mình có thể kiểm soát chính mình được. Đấy, do đó cái chọn chiến thuật giao dịch và nó hình thành một cái hệ thống mà tách bạch cảm xúc ra là cái mà mình cần phải nghiên cứu chắt lọc và thực hành càng nhiều càng tốt. Tại vì cái này á, không có ai mà có một cái
phương pháp mà áp dụng cho tất cả mọi giấy tờ được hết, mà đó là do chính mình hình thành. Đó. Mình sẽ tùy biến gọt giũa lại cho nó phù hợp với điều kiện của bản thân thì mình có thể áp dụng lâu dài được. Đấy. Do đó là sau cái chủ đề này á, thì những anh em trader mà mình chưa không có thuận lợi cái thời gian đầu, mình có thể nhìn lại cái kết quả giao dịch trước đó của mình để mình biết được cái sai lầm mà mình đã mắc phải. Đó. Rồi thứ hai nữa là mình nạp lại cái năng lượng tích cực. Và thứ ba nữa là mình sẽ dùng lý trí để mình xây dựng một cái phương pháp giao dịch mới để kỳ này mình sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn. Đấy. Và cái phương pháp đánh của mình cũng khoa học hơn, bài bản hơn. Đó. Đó là điều mà tất cả các trader mà gặp cái trở ngại ban đầu đó là mình cần phải cố gắng nỗ lực và cho mình thêm cái cơ hội một lần nữa để mình sau cái lần trở lại này mình sẽ lợi hại hơn xưa. Đây. Rồi, chúc mọi người có một cái khởi đầu thuận lợi ha. Nhớ like và subscribe kênh để cập nhật những cái kinh nghiệm hữu ích cho quá trình giao dịch của mình nhé. Cảm ơn mọi người.